sẽ đến với sự trở lại của Sir Tip. Ta sẽ có một cuộc chiến khá là căng thẳng cũng như là đáng sợ trong cái series này. Hả? Là sao? Ok, và bây giờ tôi bắt đầu thấy khó hiểu rồi đó nha. Sờ tiếp này là một cái sờ tiếp mà có thể gọi là thường là sẽ đấm cây, nhưng mà không, lần này sẽ gọi là cầm nguyên cái cây trên tay luôn. Đây, đây là một cuộc chiến. Đây là một cuộc chiến. Cái gì vậy? Không hiểu gì luôn. Ảo giác rồi đó, bắt đầu tôi thấy ảo giác rồi đó, chọi lên chởi luôn. Ok, tiêu diệt được con chùm golem rồi. Cái gì đây? Saki mini à? Sao mà kiểu một đội quân mà có cái mấy con dân làng ngồi lên rồi tùm lum mà nhà cửa biết đi rồi, mấy cái ruộng nó mọc chân luôn này, nhà mà cũng mọc chân luôn. What? Thằng nào xuống? Ồ, cái pha này là chết hơi nhiều nè. Cái gì nó cũng ra golem hết nè, trong đống nước này. Ok, ngạt thở chết một cách rất là xịn. Ba cục sắt. Wow. Wow, kiếm này là cây kiếm mà con dê kiếm sắt. Tôi bắt đầu thấy nó sai sai đó. Wow, cái gì vậy? Hả? Là sao? Ok. À, mày muốn đánh. Lần đầu tiên con gát trưởng tới mà tôi không đấm ngược lại, không đấm dội lại, mà tôi còn con sờ tiếp nó còn lụm được nữa. Wow. Kiểu nó phá vỡ tất cả mọi quy tắc trong Minecraft luôn á. Đây là Zombie Big Lean tướng quân cầm súng nữa. Wow, lấy cây kiếm đỡ viên đạn dội ngược lại con Zombie Big Lean chứ, không phải Zombie Big Lean mà là Zombie Big Man. Đây rồi, đội quân nó đã dí kịp rồi. Cái gì đây? Wow, Dream dưới địa ngục. Ai đây? Alex. Nó tông chết Alex luôn rồi. Con cá chắc là con gà này thông thạo bẫy nè. Con gà này là kiểu bậc thách đấu trở lên nè. Uầy. Né. Trời ơi, nó né dữ vậy. Uầy. Gà này là thách đấu rồi, gà này. Ok. Con này nuốt con kia nuốt con này, con cù nuốt con này. Không, tới con này nuốt con này, rồi tới cái gì nuốt con này đây. Ỉa ra con cù. Wow. Giết con cù. Gớt ra con ếch. Giết con ếch. À không, con ếch. Tôi thấy nó bắt đầu ban thay. À, cái vùng đất này nó bất ổn quá, nó bất ổn quá. Ui. À, dù hải tặc á. Qua cả sa mạc luôn. Cán luôn con Enderman luôn. Ui. À, dữ gì? Nó leo mọi địa hình luôn. Tông luôn thằng này luôn. Ok. Sờ tiếp. Gì đây? Căng nè. Nó ném một cái lên tới mặt trăng luôn. Chết. Not cool the man. Rồi. Chiếc giường màu hồng đáng yêu và cô bạn Alex. Giờ làm gì ở đây? Cái con Alex này nó chuyên bị con này tông luôn á. Ủa, có chuyện chính là nó có bị tông chết thiệt không vậy? Ông đi. Đập bể. Ok. Wow, kiến thức mới đã được tiếp thu. Ủa, cánh cổng rồi. À đây, đem đi cửa sập. Ê vô, chúng ta cùng nhau đi đánh rồng nào. Go. Bum. Không đi đâu. Một là đi, hai là chết. Đi, mày có đi không? Mày không đi, tao đi. Ok. Chùm giữ cửa mọi người. Đó, bắt đầu biến hình. Lẹ. Chạy. Nhảy. Bùm. Mẹ ơi, rồng đâu? Ngồi lên đây. Có quá nhiều thứ bất ổn trong cái tập ngày hôm nay. Bắn một viên con rồng. Đây rồi. À, nó làm như vậy để con rồng tông nó chết. Và con chùm xuất hiện. Con rồng chết, con này mới là con chùm này.
Ôi tê lê. Tôi bắt đầu thấy hơi hỗn loạn rồi đó nha. Trời ơi, nó xách cái cầu thang lên luôn kìa. Oh no, nó bắn bể rồi. Đi tiếp. Wow, cầu thang đâm to thế. Bắn tao đi. Ok, nhặt. Cái này nhặt được luôn hả? Oh my god. Vô lý, vô lý. Hết sức vô lý. Hả? Cái khiên đỡ được đam rơi từ trên cao xuống. What? Rồi. Vô. Bắt phát bắt trúng anh em à. Tiếp. Đi xuống. Wow. Kịch bản này tôi không biết trước được luôn ấy. Không lường trước được. Ok. Giờ mình sẽ giết con Enderman này để lấy cục ngọc. Và cục ngọc này sẽ đi. Rồi mất tích luôn. Chạy, kịp không, kịp không? No, kịp. Bạn đã chiến thắng. Cái gì đây? Ở đây đâu đây? Wow. Sự trở lại của sờ tiếp này quá đỉnh anh em ạ. Ok. À, phần tiếp theo này nó có đề là Minecraft Village Columbus ở Ohio. Ohio nó cũng giống như là một cái gọi là một cái thành phố, cũng giống như ở Bình Dương vậy đó. Tất cả mọi thứ đều có thể xảy ra ở cái khu vực này. Yes, English. Và bây giờ đây là cuộc chiến liên quan tới Alex. Đây rồi. Căng căng căng. Chuẩn bị súng đạn đâu cái kiểu. Sẵn sàng chưa? Đi. Gì đây? Tàn sát. Trời ơi, nó tàn sát đồng bào. Hai thằng sờ tiếp này. Đi. Ui, cái bọn này nó tàn sát đồng bào anh em ạ. Tới nữa kìa. Ui. Ôi, trái ác quỷ gì đây? Trái ác quỷ biến mình thành cái viên đạn. Wow. Căn nhà có chân đi. Among Us. Chắc chắn là Among Us. Dữ gì trời. Trời ơi, cái cửa sập to nhất thế giới. Rồi, tiếp theo. Tới mấy con này. Ôi, xong rồi, xong rồi. Tướng quân chết chưa? Lộn hăng sờ tiếp. Ủa, tên là T gì kìa? Wow. Wow. Đây là một quả bom TNT mà kiểu dạng như là máy bắn mà bắn cung tên ra. Bắn trúng hết luôn. Quá là Bình Dương đi. Tiếp. Đây 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 đây. Tôi hơi bị thích chiếc thuyền này luôn á anh em. Chiếc thuyền này nó có thể gọi là đi tất cả mọi nơi. Cái gì đây? Nó phản bội. Rồi. Câu chuyện tiếp theo là sự trả thù của Alex. Tại vì nó mới vừa bắn Alex. Và Alex sẽ theo phe của cái bọn Golem. Hay ở đây, bắt đầu hay ở đây. Vậy là hai thằng sờ tiếp sẽ trở nên là phản diện. Oh no. Oh no. Nó cho chúng ta xem lại này. Chỗ này đi. No. No. Ok. Tôi không biết tại sao nó bỏ rơi Alex. Nhưng mà cảnh này hay này. Cảnh này hay này, vừa cưỡi ngựa mà vừa cầm súng bắn. Lấy mặt trời luôn. Wow. Lấy luôn cả mặt trời luôn. Đỉnh 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 đỉnh. Thu hoạch được cái mặt trời luôn. Đi. Má sờ tiếp ở dưới nó cứ kiểu Tông hết. Rồi, cái thế giới này là Bất kể chỗ nào nó đều có mấy con Golem này hết. Nó đều sẽ xuất hiện mấy con Golem này. Ồ, tôi nghĩ là tôi sẽ làm thêm một video về sự trả thù của sờ tiếp và sự trả thù của Alex nữa. Nó mới vừa bị phản bội. À, thằng này nó lấy xe mình. Nạp đạn vô. Nó mất tích rồi. Còn con gà. Lại thêm con gà. Con gà này bực thách đấu anh em ạ. Lại thêm con gà bực. Ghê vậy. Ui. Wow. Dã man chưa. Thông thạo 10. Ở sao một viên chết mẹ rồi. Ok. Đội quân gà tới ở đây, trời ơi. Không những một con mà bây giờ một đống con thiện chiến và có khả năng chiến đấu đỉnh cao. Chạy. À không, bột xương. Lần đầu tiên chúng ta sử dụng bột xương cho lửa nó tăng trưởng và nó phát triển nhanh hơn. Wow, cái này kiến thức mới lại được tiếp thu. Quá Bình Dương. Thịt gà, quá trời thịt gà luôn, ngon. Lấy. Đây rồi, con chúa tể gà đây rồi. Oh my god, nó to. Né. Rồi xong. Một chặt thôi là nó cắt đứt. Nó cắt đôi cái quả cầu luôn á.
ẩu rồi, mày ẩu rồi, mày đụng trúng con chùm rồi. Không. Sợ tiếp, đang vừa xuất hiện. Ui. Má cái này sợ nha. Cái gì chứ, ở dưới một cái khu tối mà còn hang động mà có cái con gì đó nó nhiều chân mà nó bò bò mà nó bò từ nó bò ngược lên chừng ở trên chừng nhà. Đáng sợ á. Đi thay quần á. Ui cái gì đây? Một cái bóng đen. Chắc chắn là Enderman. Ê, cái này hơi ảo giác rồi đó nha. Oh no. Ô, mày phải trả giá. Mày thấy được hình bóng của con Alex ở đây, mày phải trả giá. Đây bao nhiêu cái gọi là gì ta? Đó. Cái gọi là cái vũ trụ tâm hồn á. Ôi nhìn ảo vậy. Ôi nhìn mấy cục đá. Ô. Ôi sao kỳ vậy? Hả? Oh no. Mày dám đối xử với lại con Alex như vậy? Alex ơi. Bất hồng, no face, nó không có khuôn mặt. Ma bụt. Anh em nào mà ngủ mà nằm mơ thấy cái cảnh mà cứ một người thân của mình hay là người bạn của mình mà nó bò bò như vậy, nó không có cái mặt mũi. Ma mà tỉnh giấc luôn á, tỉnh giấc giữa kiểu một cái đại dương luôn á, có nghĩa là đáy dầm mẹ ơi. Cái run. No. Cái gì mà tối sáng. Ô, oh, đừng cục. Ok, chạy được. Chạy. Mở cửa. Oh no. À có bức tường. Gì đây? Chưa tới Halloween mà tôi đã dầm rồi. Họ không cần mắt luôn. Mở cổng không cần mắt luôn mọi người. Đi. Đây rồi. Chỉ có mày là bạn của tao thôi. Cái gì? Súng bắn giường. Đối thủ truyền kiếp. Gọi lại người ta, đây là một cái dụng cụ mà mấy con rồng rất là sợ mọi người. Boom. Sao con động vật nào bây giờ nó cũng kiểu nó xách hàng nóng ra chơi hết vậy? Thằng gà thì cầm kiếm, giờ con rồng nó cầm cái rìu nữa. Má cái vũ trụ gì kỳ vậy? Trời ơi. Trời ơi, lăn xả kìa. Ui. Ui. Ui trời ơi. Ui. Ok. Mày chơi mình mày luôn đi. Mày xách nguyên cái cây cột vậy mày. Mày chơi mình mày luôn đi. Wow. Whoa. Oh no, chết. Chết chưa? Ok, bạn đã chết rồi. Không. Hôn mê. Sau khi tỉnh dậy, con rồng đang từ từ đi tới. Liệu Alex sẽ tới cứu hay không? Alex là phản diện hay là một cái gì đó còn tồn tại hay không? Chỉ cần một chặt là rời khỏi cái thế giới này. Cái giường. Vậy là Alex không tới cứu. Cái giường. Uuuu. Tự mình cứu mình luôn. Nhưng mà cái giá phải trả là sẽ rơi vào vực thẳm. Oh. Kỳ ngay. Ôi có, bây giờ bắt đầu là nó giống như Skibidi á. Bắt đầu có cốt truyện đồ này nọ. Tôi bắt đầu thích ở đấy. Anh em. Cuộc chiến kiểu Minecraft Wayward của Notsafe quá đỉnh. Bây giờ chúng ta hãy đợi những cái tập sau. Mình sẽ reaction ở trong video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video này. Hẹn gặp các bạn trong video kỳ sau. Bye bye, peace.